Chỗ này chúng ta sẽ xài chipbox. Chipbox này ví dụ như là bóng đá, thích xem bóng đá, và mình sẽ đặt cho nó một cái biến chipbox bóng đá Ctrl D đổi thành cầu lông, đổi cái test này thành cầu lông, Ctrl D mình đổi thành bơi lội, test đổi lại bơi lội. Và mình cần rằng khi mà người ta check vào thì mình sẽ thêm cái thành phần đó vào đây để hiển thị lên. Vậy mình sẽ có một cái sở thích. Mình làm cái phần dễ trước nha. String sở thích. Sở thích này lúc đầu mình sẽ gán bằng rỗng đi. Bằng rỗng. Và sau đó mình kiểm tra nếu như cái checkbox bóng đá chấm x-selected được chọn thì sao? Thì cái sở thích của mình nó sẽ bằng cộng bằng, được không? Cộng bằng bóng đá mình có eo không? Ít có eo không? Không nha. Rồi nếu checkbox cầu lông chấm expected thì ST cộng bằng cầu lông. Nếu checkbox bơi lội thì cộng bằng, chỗ này nó sẽ bị lấn cấn á, chỗ này mình sẽ cộng thêm sở thích, nó bị lấn cấn ở chỗ sở thích đó nha. Mã số sinh viên A, tên A, bóng đá bơi lội. Ok, bóng đá bơi lội thì ổn ha. Nếu như thầy không chọn mà thầy chọn cầu lông nó sẽ bị gì? Dư dấu phẩy, nhìn nó rất là kỳ. Thì chỗ này mình có thể set, nếu như mà cái ST này làm sao rỗng thì không thêm ST, không thêm dấu phẩy, mà nếu khác rỗng thì thêm dấu phẩy rồi đấy. Như vậy thì mình sẽ xử lý chỗ đó giúp thầy. Rồi mất mất focus lại rồi, mất 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 chuột lại rồi. Trong cái phần của mình thì chúng ta lúc nãy đã ví dụ đến chỗ checkbox rồi, bây giờ mình sẽ đến combo box. Combo box của chúng ta ở đây, chúng ta có thể lấy giá trị của combo box. Thì trong này người ta sẽ cho mình ví dụ để mình lấy được cái combo box này ra. Select index, select item. Đó là hai cái phương thức mà chúng ta thường sử dụng. Chỗ này chúng ta sẽ design lại
mất chuột nữa rồi, làm sao đây? À, cứ mỗi lần dùng cái zoom này xong cái là nó mất chuột, chán thiệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.